kem dimezin hiện đã có mẫu mới nhất rồi hộp bên ngoài nhỏ hơn còn hộp kem bên trong vẫn vậy còn kem giả thì hiện tại vẫn đang giống mẫu cũ hơn nhưng chất kem và một số đặc điểm vẫn khác so với hàng thật chính hãng trong video này Shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ chỉ cho bạn các phân biệt hàng thật giả để bạn biết mà mua được hàng chính hãng nhé ngoài sự khác nhau về kích thước thì đã rõ ràng rồi vì kem dimezin hàng giả bên tay phải này giống với mẫu hàng thật cũ trước đây bạn có thể nhận thấy sự khác nhau giữa cái vòng tròn hàng giả bên phải và hàng thật bên trái vòng tròn của hàng thật bên trái khi nghiêng dưới ánh sáng sẽ thấy rõ những vân nổi như trống đồng còn hàng giả bên phải thì trơn bóng láng không có vân nổi như hàng thật ngoài ra bạn cũng có thể phân biệt được sự khác nhau ở những điểm hoa văn được in trên vỏ hộp như thế này những vùng khoanh tròn này sẽ khác nhau giữa hàng thật và giả khi có hai hộp hàng thật và hàng giả trên tay bạn sẽ dễ dàng thấy được sự khác biệt giữa kiểu chữ in cũng như màu sắc trên hộp đây là hộp hàng giả nháy theo mẫu cũ khi nào có hộp kem giả nháy theo mẫu mới nhất thì bên mình sẽ làm video phân biệt lại bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhé còn đây là hộp kem ngày bên trong, trên nắp hộp thì không thấy được sự khác nhau nào đáng kể. Còn chữ in của hàng thật bên trái nét chữ mảnh hơn và rõ ràng hơn, còn hàng giả bên phải thì chữ đậm hơn và mờ hơn. Còn chữ bên hông này thì của hàng thật có màu vàng sáng hơn hẳn, bạn có thể nhìn thấy màu vàng sáng hơn nhiều so với hàng giả bên phải. Còn nhãn bên dưới đáy hộp kem thì không khác nhau là mấy, của hàng thật có vẻ tinh tế và chỉnh chu hơn. Nắp đậy kem của hộp kem giả này bị ngả màu vàng, có thể là do chất kem dính vào nắp làm cho nắp bị biến thành màu vàng. Nếu bạn không biết cách phân biệt bên ngoài vỏ hộp, thì có thể phân biệt chất kem bên trong bằng cách để ý màu sắc khác nhau. Hộp kem giả bên phải có màu vàng đậm hơn và có mùi thơm hơn hẳn, còn hộp kem thật bên trái có mùi thơm dịu nhẹ và màu vàng nhạt hơn. Đó là cách phân biệt kem thật giả đi Dimezin ban ngày, và ngay sau đây mình sẽ chỉ cho bạn cách phân biệt kem đêm nhé. Cách phân biệt bên ngoài vỏ hộp của kem ban đêm cũng giống như cách phân biệt bên ngoài vỏ hộp của kem ban ngày, nên mình sẽ không nói lại nữa đỡ mất thời gian của bạn. Chúng có sự khác nhau giữa kích thước, kiểu chữ, màu sắc và các nét hoa văn in trên vỏ hộp. Bạn có thể xem lại cách phân biệt, như mình đã chia sẻ cách phân biệt kem ngày ở đầu video này nhé. Hộp kem bên trong cũng khá là giống nhau, nếu không có cả hộp kem giả và thật trên tay thì rất khó biết được. Sự khác nhau bên trong hộp kem là chỗ phần chữ này, của hàng thật bên trái chữ mỏng và sắc nét hơn, còn chữ của hàng giả bên phải có nét đậm và mờ hơn. Mặt bên này cũng vậy, chữ của hàng thật nhỏ hơn, còn chữ hàng giả bên phải to hơn còn nhãn dán bên dưới hộp thì của hàng thật được dán một cách tinh tế và cẩn thận hơn, trong khi hàng giả bên phải bề mặt nhãn bị rỗ lấm chấm. Còn đây chính là chất kem đêm bên trong, bạn có nhìn thấy được màu sắc khác nhau không? Của hàng thật bên trái là màu vàng tươi sáng, trong khi hàng giả bên phải có màu tối hơn nhiều, mùi của chúng cũng khác nhau nữa. Đặc biệt là chất kem của kem giả có rất nhiều chấm đen li ti bên trong, khi nhìn thực tế sẽ thấy rất rõ, giống như kiểu chất kem được trộn với những hạt bụi đen li ti vậy. Đó là cách phân biệt kem ngày và kem đêm của kem Dimagine. Hy vọng qua video này bạn đã có thể biết được hàng giả khác hàng thật như thế nào. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín hoặc mua của shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình cho yên tâm nhé. Và đừng quên đăng ký kênh YouTube của shop bên mình để khi nào có những mẫu hàng giả mới nhất thì bên mình sẽ cập nhật cho bạn biết.